Thắng Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô ba anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Đấy, và bây giờ thì gần đến nhà của ba ông cháu rồi, thì cháu Lực sẽ ghi hình lại. Đấy, như cô ba anh chị cũng đã nhìn thấy là ngôi nhà của ba ông cháu thì được nằm ở cái phần dưới cái quả đồi một chút của bác này. Trước kia thì là nguyên cái quả đồi này là một cái quả đồi mà ba ông cháu tận dụng lại dàn dùng để mà trồng trồng cây dông này của bác này. Đấy, hiện tại thì bây giờ đã mọc lên một chút rồi. Đấy, hôm nọ thì cũng được là bác Chiêm, bác ở bên bác Hà, bác có ra hướng dẫn là em Sử trồng cây. Hiện tại là cây cối một cái thì cháu Lực cũng nhìn thấy là lên khá là nhiều rồi, và còn khá là nhiều cành của bác. Tại đằng sau nhà các em thì rất là nổi bật của bác ạ, khi mà được sơn lên, với lại cộng thêm là một cái khung cửa sổ nữa. Sau vài tháng thôi thì ngôi nhà của em Sử đã đi vào hoàn thiện rồi. Hiện tại là cháu Lực nhìn thấy là bên kia đang có một số anh, không biết là đang làm gì ở trên đấy đây. Thử đi xem là các anh là đang làm gì đó. Có vẻ như là chắc là chơi hết tê sao các bác ạ. Ây da, thằng kia chạy rồi. Chạy rồi. Ây da, đây có một bạn thiếu nữ này đang nhìn xuống nhà Sử đấy kia. Cháu được nhìn thấy từ xa là thấy em Sử em ấy đang dọn dẹp vào xung quanh ở nhà. Hay lên trên này xem là các cô một chút. Ây chạy hết rồi cô bác ạ. Hầu như là ai cũng đều sợ mày quay sao ấy. Ôi mày nào để nào ra đây phơi nắng à chú anh. Ra đây phơi nắng à anh. Ôi chú thì có vẻ như là cũng còn khá là ngại sao ấy. À xem thì làm ra nào ấy. Ra đây phơi nắng à. Sao hết Tết chưa? Hết rồi à. Người mong là chơi Tết đến mùng mấy đấy? Mùng 10 à. Vâng. Thế là hôm nay là 11 rồi nhỉ? Ui, không phải 11. Phải 12 đúng không? Thế đâu. Thế hôm nay 12. Thế bây giờ chơi Tết xong à, ở nhà làm gì? Có đi đâu làm không? Không ạ. Không à? Thế ở nhà thôi à? Ở nhà thôi. Ở nhà làm gì? Nhà làm ruộng. Làm ruộng à? Vâng. À. Thế hết Tết rồi thì nương, ruộng nương đã làm xong hết chưa? Chưa. Chưa à? Ồ. Thế ra đây tắm nắng hay là nhìn gì cho nhà anh Sử ấy? À. Có vẻ như là ra đây ngắm nhà Sử sao cô bác ạ. Dạ. Rồi tắm nắng tiếp đi nhá. Vâng. Cái khu này thì cũng có khá là nhiều hộ và dân cô bác ạ. Đây thì cũng nhìn thấy có thêm là các bạn trẻ. Có vẻ như là các bạn này là sợ. Sợ chạy hết rồi cô bác ạ, cháu sẽ không có vào nữa. Rất là sợ mày quay. Vừa rồi thì ra bên này tụ tập thì khá là nhiều các bác. Đi xuống nhà của em Sử xem là có chuyện gì mà sao lại các anh các cô ở trên này sao lại ra đây nhìn nhiều đấy. Nhìn thấy từ xa thì thấy em Sử em ấy đang hình như là đốt rác ở phần phía bên ngoài sao các bác ạ. Đốt như này thì có vẻ như không biết là có một cô là đang hộ em Sử phát hình như là phát cỏ dưới kia sao cô bác ạ? Không biết là ai. Dạ. Đi vào xem em Sử đấy. Ôi Sử ơi, Sử đốt à? Ôi tí sợ cháy không ấy? Hả? Không sợ đâu à? Cháu Sử xin kính chào quý em bà có chú ý. Ồ thế Sử hôm nay là ở nhà làm gì Sử? Nhà dọn. Dọn dẹp nhà à? Vâng. Cái chổi ở đây có một cái đi, cất đi này, chổi này. Ê, chỗ này sợ tí nó cháy rộng không? Đấy, thời tiết là nắng thì em Sử là tranh thủ là dọn dẹp nhà một chút. Ôi ôi, kêu đấy nhở? Ôi, cháy khá là lớn đấy các bác ạ. Cháy nắng như này cháy rất là nhanh. Ô, Sử à. Ô, cô đang hộ Sử là dọn dẹp à? À.
có vẻ như cô là đang hộ của em sửa là phát xuống đây này cô bác này. Đang làm mà đưa á? Ồ, thầy sửa lao này á? Nên là tẩy đến ma chứ mấy nhỉ? Ồ. Ông đi đâu rồi sư? Ông ở nhà. Thưa các bác anh chị, đây là mẹ của em Sử. Hôm nay thì không biết là lý do gì là sao lại tự dưng là ra đây để mà hộ phát ở chỗ đây này. Mẹ em Sử cháu Lực cũng gặp khá là nhiều lần rồi các bác, cho nên là nhìn thấy bóng dáng là cháu Lực là biết, là biết luôn. Chắc là chín ngay bà. Chín giá à? Chín giá? Ừ. Ồ, mắt này đưa mấy kìa. Mắt đưa lơ. Ồ. Mày đi hỏi em Sử thì họ mới biết là mẹ của em này cũng ra đây lâu chưa. Ôi nhiều khói quá Sử nhờ. Ôi cái gì nổ ghê đấy Sử. Cây vầu. Cây vầu á. Ông thì đang ở nhà dưới hay là đang đi đâu rồi? Đang nhà dưới à? Ôi có vẻ như làm Sử đốt ở chỗ này có khá là nhiều khói. Không đốt thì nó lại nhiều cái rác cây quá nhờ. Hôm nay thì có vẻ là nắng lên rất là đẹp. Hôm nay thì có lên nương không? Hôm nay thì Sử thì có lên nương không? Ôi vào trong nhà thì khá là mát rồi. Ô, thế hôm nay là mẹ Sử là ra hộ phát chỗ kia à? Ra hộ làm nương, có ra hộ làm nương không? Có. Có à? À thế là sáng nay là cùng hộ đi làm nương à? Thế ra đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi á? Cô thì lại vừa đi đâu rồi? Thế nương thì sắp được trồng đậu chưa? Trồng ngô chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Là ra là hộ phát à? Vâng. À. Thế là phát xong hết chưa hôm nay ấy? Xong hết rồi. Hôm nay là phát xong hết. Vâng. Thế hôm nay thì không có ai ra hộ em làm nữa à? Chỉ có mỗi mẹ là sang rồi à? Vâng. Mẹ sang thì em có nói chuyện gì với mẹ không hay? Hay là mẹ nói chuyện với mình ông thôi? Có. Có à? Thế nói thì có hỏi em về này kia không? Hỏi về cái gì không? Không hỏi đâu. Không hỏi đâu à? Vâng. Là thế là hôm nay là mẹ là sang hộ à? Vâng. Thế em có điện cho mẹ không hay là mẹ tự sang? Tự sang thôi. Tự sang à? Vâng. Thưa cô bác ạ, như cô bác cũng đã theo dõi những thước phim mà cháu được đăng tải lên thì có câu chuyện mà mẹ của các em ấy thì dạo gần đây lại quay trở về để mà quay trở về là như kiểu giúp đỡ các em về mà làm này nọ, làm mà rất là nhiều cái, nhưng mà có những lần thì cháu Lực lên, cháu Lực bắt gặp như vừa tối thì lên thì là bắt gặp là thế là buổi sáng sớm này là mẹ là ra từ sớm rồi à? Vâng. Này thấy cháu Lực về đến cái là phát cái chỗ kia mà chưa phát xong các bác ơi, chưa phát xong thì nó lại hình như là bỏ đi đâu rồi. Hình như là ở trên này thì chắc là có anh em nào của nhà mẹ em trên này đúng không? Vâng. Nhưng trước kia thì mẹ của các em thì cũng ở đây khá là nhiều rồi, thành ra là để mà nói hàng xóm quen biết thì chắc chắn là vẫn sẽ còn, nhưng mà vẫn còn. Thành ra là mỗi lần mà lên đây thì khi mà gặp cho Lực lên thì là đều chạy thoát luôn, là không ở đây. Vâng. Vậy như ở ngoài gió to phết nhỉ? Vâng. Thế thì hôm nay thì em có con đi đâu làm được gì nữa không? Ở nhà thôi. Ở nhà thôi à? Thế là bây giờ là chỉ cần đợi hôm nào mà cày nữa thôi đúng không? Vâng.
Cày nương như này thì mình lấy trâu để cày hay là lấy cái gì để cày? Lấy trâu cày được. Lấy trâu à? Vâng. Em biết cày đúng không? Vâng. À. Thế là sáng sớm là ông cũng cùng em đi lên trên đây làm hết à? Sáng hôm nay ấy. Vâng. Ông là đang ở nhà dưới nhà cũ à? Vừa rồi ấy. Đi xuống nhà cũ để xem trâu à? Vâng. Ôi, dép anh vừa đi đâu nhỉ? À, đi bên kia sao đúng không? Rồi, đóng cửa này vào đi. Vừa rồi thì em xử mà đi xuống dưới nhà cũ kia lấy một chút là thóc lên được không ạ? Thóc thì còn độ bao nhiêu bao sử? Độ 5 bao không? Có 5 bao à? Thế là chỗ này là em có bảo mẹ phát không hay là tự mẹ tự nhìn thấy là tự đã phát? Là tự ra phát à? Ừ. Là nghĩa là cháu được nhìn thấy là phát hết đấy cô bác ạ, nhưng mà chưa, lúc mà cháu được lên ấy thì là vẫn còn một chút. Em mẹ của các em thì như là kiểu không muốn gặp mặt của cháu Lực cho nên là chỉ phát được một chút thôi. Nắng như này thì đi cày nương thì nó chả cứng lắm mà xử. Hả? À. À, thế là buổi sáng là chồng cày ở dưới nhà kia đúng không? Tại nhà cũ của các em thì mới còn tận dụng lại để là để khá là nhiều đồ của bác nhé. Ôi, ông thì hình như là có vẻ đi đâu ấy nhở? Đây là cái gì đây? À, cái này là cám cho lợn đúng không? Lợn thì còn một con kia đúng không? Ở đây thì có rất là nhiều cô bác nói rằng là tại sao lại không có dọn dẹp những cái đồ ở nhà cũ lên đấy. Nhà cũ của các em thì cũng chẳng có cái vật dụng gì cả, cho nên là cũng không có cái gì mà để mà dọn, chỉ có là mấy cái bao thóc ở trên này thôi. Thì vừa rồi thì em Sử cũng có bảo là chuẩn bị là lên đây để mà cất ra mấy cái bao thóc này lên trên nhà mới. Ở trên này thì có vẻ như là còn ngô này có bác này. À, ở tận đấy à? Để ở tận đấy à? Thóc của nhà Sử thì để ra khá là xa, các bác phải cất ra tận bên kia. Đi xuống được không? À, được à? Để anh rút điện ra nhé. Phải đợi anh một tí đã, để anh đóng cửa đã. Đấy, tí lại tiếp tục về mà lắc thêm cho nên là cháu Lực sẽ không có đóng nữa. Ba lấy được tầm bao nhiêu cân à Sử? Tầm 40 cân rồi à? Thế là nó cũng khô đấy nhở?
Nãy là lên rồi, anh em mình phải nghỉ ngơi đấy nhở. Để anh em vác một đoạn được không? Thế thì tí chuyến sau nhá, chuyến sau thì mấy anh em mình cùng nhau vác sau. Để cho được xé ghi hình một chút nữa thì là máy nữa, để một tí nữa mấy anh em đi xuống vác thì cho được xé cũng có ghi hình thêm của bác nhé. Thì hai anh em sẽ cùng vác luôn. Đây, ở đây thì hiện tại là dưới nhà ba ông cháu là thứ gọi là cái phần mà quý giá nhất của bác này, là những cái thứ mà được các bác mua cho này, với lại thêm là trâu bò lợn gà thôi. Để lên trên nhà mới thì khi mà khóa cửa vào thì rất là yên tâm được các bác. Nhà mới thì để mà người ta cậy khóa ấy, thì chắc chắn là cái khóa này người ta sẽ không dám cậy. Nhưng mà nếu mà để dưới nhà cũ là người ta sẽ dám cậy cái ổ khóa kia đi. Để đấy luôn à? Vâng, chắc để đây luôn. Đấy. Ở chỗ này thì cũng khá là rộng rãi của bác, vẫn có thể để được là 1 đến 2 cái hàng bát thóc này thì rất là thoải mái. Hãy uống nước đi, uống nước xong rồi anh em mình đi sau. Một đoạn đây thì cũng khá là mệt đấy nhỉ, một đoạn thôi. Nước mát à? Mình có tủ lạnh vào thì đến cái mùa hè này thì mình có thể là để nước mát được uống nhỉ. Đấy, chỗ này thì vẫn còn để được thêm là tầm độ 5 đến 10 bao thì cũng rất là thoải mái các bác ạ. Một bát thóc thì nó cũng thể chiếm được từng độ là một cái hàng gạch thôi. Ở đây thì mình có thể là để chồng lên nhau được. Để xếp gọn ra chỗ này nó gọn gàng một chút. Nhà cửa đi vào nhà vệ sinh thì nó vẫn còn độ hơn là hai hàng dưới đây, cho nên là đi vẫn còn là rất là thoải mái. Cái bóng đèn năng lượng mặt trời này, khi mà trời nắng này thì nó sạc đủ, thì buổi tối thì độ tầm mấy giờ thì nó hết pin sử, có xài được nó hết pin không? Không hết được. Không hết rồi à? Tức là buổi tối là xài được một lúc nó lại tắt đi rồi à? Vâng. Vào ở cái ngôi nhà này như mát hơn ngôi nhà cũ nhỉ, chứ không là nhà cũ là vào đến mùa hè thì rất là nóng. Nó được làm tất cả hoàn toàn là bằng pro, làm bằng pro, nó không phải là pro, nó không phải là tôn chống nắng như hiện tại là nhà mới của em sử. Ôi dưới thì cái quạt mình vẫn chưa mang lên à? Chưa được. Quạt à? Quạt thì chắc là vẫn phải mang lên trên này rồi nhỉ. Vâng. Hôm nọ thì vào đến cái mùa hè thì anh em mình không có dùng. Đấy, một tí nữa chắc là phải đi lấy thêm cái quạt lên rồi nhỉ. Rồi anh em mình nghỉ ngơi một lúc đã, rồi anh em mình cùng đi vận chuyển mấy cái bao thóc còn lại đã. Còn là 5 bao à? Tức là bây giờ được mỗi người thêm là 2 chuyến nữa nhỉ. Vận chuyển lên cho nó hết thì mà ở trên nhà mới thì nó sẽ đảm bảo hơn, an toàn hơn. Ôi để đấy thì khá là bụi đấy nhỉ. Để đây thì khá là bụi nhỉ. Cái này thì bây giờ là phải lấy đi lau qua. Đấy, đi lấy cái rẻ xong là lau. Rút điện đi. Lau ở đây luôn chứ. Đây có rẻ không? Có. Đây có phải rẻ rửa mặt không? Có. Có à? Tại cái chỗ buồng ngủ này thì gắn liền với em Sử là khá là lâu rồi đấy cô bác ạ. Bây giờ thì cũng đến lúc phải nói là lời chào với cái buồng ngủ của em Sử thôi. Tất cả mọi cái thì là em ấy chuyển lên trên nhà mới để mà ở hết rồi. Ở đây thì vẫn còn thêm là một con lợn nữa. Ở đây thì ba ông cháu đang tranh thủ là thời gian ăn nắng nóng này cô bác này, dùng thóc để mà
ra mà phơi. Phơi xong là sẽ sắt. Cái máy sắt này thì bây giờ thì chắc là cũng để tạm đây ra cô bác ạ, vẫn chưa thể là chuyển lên trên nhà mới được. Tại vì là nếu mà mình lấy máy sắt này đi thì lên trên nhà mới thì mình phải làm thêm một cái chỗ để mà mình để nữa. Quả này thì mấy tháng không dùng thì cũng khá là bụi rồi. Tại vì là để ở nhà cũ, cô bác ở nhà cũ thì lúc nào mà mình cũng đun bằng cái bếp mà cái bếp củi ấy, cho nên là những cái khói bụi nó bám rất là nhiều. Đây vừa rồi thì cũng bảo em Sử đã đi lấy cái rẻ để mà để lâu á, đừng có lấy nước rửa, đừng có lấy rửa nước nhá, không là nó hỏng ấy. Mình đi giặt rẻ xong là vắt cái rẻ khô rồi thì lâu thôi. Mấy quả này Sử còn nhớ đợt mấy quả này mình đi mua không? Đây, mấy quả này mình đi tận tới huyện để mua đấy nhỉ, chứ không phải là mua ở xá đâu. Trong thời gian vừa rồi thì em Sử cũng được đi khá là nhiều và những chỗ mà em Sử chưa từng đặt chân tới để mua những cái món vật, để mua những cái vật dụng về sắm sửa để ở trong nhà. Còn những cái thì ở trong xá này có thì là hai anh em là ra xá mua luôn, còn là không có thì hai anh em lại phải đi tận huyện để mà mua đấy cô bác ạ. Đi vào huyện thì một quãng đường mà cũng phải nói là rất là xa rồi. Nhớ là khi mà mình lau chùi những cái đồ điện tử ấy thì mình phải là lau giặt cho cái rẻ nó cực kỳ khô đấy nhá. Bắt cho nó cực kỳ khô nước rồi thì mình mới lau được, chứ không là nó sẽ bị cháy đấy. Này cũng độ tầm được mấy tháng mình không cắm điện tới nhỉ? Vâng. Từ đợt mùa đông ấy, mùa đông thì không còn xài đến máy quạt rồi. Đến là cái mùa hè như này thì làm một cái máy quạt như này thì rất là cần thiết đối với lại các em rồi cô bác ạ. Này ruộng của nhà em Sử thì cũng được là bà An Phạm là gửi tiền cho Lực là 50 đô để mà thuê người cày rồi. Hiện tại thì chưa đến cái mùa cày cho nên là người ta chưa có vào cày cho cháu Lực được. Cái chỗ này thì cũng phải là một chỗ mà để xe của Sử lâu lắm ấy Sử nhờ. Sử thì trước kia cũng hay thường để xe ở chỗ này nè các bác này. Bây giờ thì cũng không để xe ở đây nữa. Xe tất cả hoàn toàn để trên nhà mới hết. Hãy nhìn thấy từ xa thì các bác có nhìn thấy là một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là nổi đúng không các bác? Nổi ở đây thì là được cộng thêm những cái màu sơn với lại những cái màu khung cửa sổ.
Thế này thì ở trên mình thì ban ngày thì mới dùng đến máy quạt thôi nhỉ. Đến đến tối thì không cần phải dùng đến máy quạt các bác ạ. Thì tối thì trời không khí rất là tuyệt vời, rất là mát. Sửa để đây này, thế này. Đấy. Sửa cắm điện xem còn lên không. Ấy phải ngừng ở cái máy quạt kia lên nhá. Ồ, vẫn hoạt động bình thường đúng không? Hưởng không khí một tí gió đây nhỉ. Trên từ dưới kia lên thì cũng khá là mệt rồi. Thưa các bác, đáng nghe là hôm nay là cháu được lên là sẽ công khai tài chính của nhà bao cháu luôn các bác. Hiện tại thì hôm nay thì nhà em xử là em mới bảo là còn đang làm về cái phần nương của bác, chiều là vẫn còn phải đi phát thêm nương, chiều là đi phát ở dưới kia hay là đi trồng ở kia? Đi trồng cái đậu. Trồng đậu à? À trồng đậu mà hôm qua mà ông bóc đấy à? Vâng. Thế là chiều hôm nay là trồng hết. Chiều nay thì mẹ có còn hộ không? Không biết mẹ đi đâu. Không biết à? Để một người thì cháu được lên trên này được cô bác này thì không có nhìn thấy lên thì còn bắt gặp, nhưng mà được ở được một lúc sau thì cũng không thấy là mẹ và các em xuống nữa. Bây giờ thì cháu được xe ở đây thêm một chút nữa xem là mẹ và các em có còn hộ không. Ở đây thì thật sự ra thì cháu được cũng không có ngăn cản được cái điều mà mẹ của các em sang đây cả. Đấy, nhưng mà mỗi lần sang đây thì đừng có đem những câu chuyện mà nó đi quá là xa hay là những câu chuyện mà nó không vui cả đem tới cho ba cháu, thì cháu Lực cũng không muốn. Cháu Lực cũng chỉ mong muốn làm sao mà khi mà mẹ các em ra đây hài hòa xong đi về thôi. Nhưng mà hôm nay chỉ là một mình mẹ của em sang này. Vâng. Một mình mẹ sang đây, nhưng mà mấy nữa em có đi hộ không? Không biết ạ. Mấy nữa không biết ạ? Vâng. Em đã từng bao giờ đi hộ nhà mẹ chưa? Chưa đâu. Chưa đâu à? Vâng. Nên là hôm nay là không phải là em gọi mà cũng không phải là ông gọi, là mẹ tự sang. Vâng. Ở đây thì chắc là đến mẹ các em thì cũng biết là mùa này thì cũng là mùa làm nương rồi, cho nên là khi mà về ấy thì là lúc nào cũng bắt gặp là bao cháu là ở trên nương cả. Mình làm nương này độ tầm 1 tháng không? Có à? Vâng. Là cả đốt cả chồng tầm 1 tháng. Vâng. Như hôm nay là phát ra cho nó khô hết rồi thì phát xong hết rồi thì lúc nào mà nó khô thì mình lại đi tiếp tục là đi gom để mình đốt. Vâng. Xong là mình mới được cày đúng không? Vâng. Nhưng mà trời nắng thế này thì liệu mình có cày được không? Trời nắng ấy. Cày được không? Nhưng mà nó cứng đúng không? Vâng. Nên là phải đợi một vụ mưa rồi thì mới dám cày đúng không? Trên đấy thua về. À. Nhưng mà thuốc ấy nếu mà nó sợ nó có độc không? Độc lắm đấy nhỉ? Chết hết cỏ mà. Vâng. Nếu mà mình làm được thì mình làm nên theo cái cách mà đồng bào bà con mình, đừng có đi mua những cái giống thuốc về mà mình diệt cỏ hay là sau này nó ảnh hưởng tới mình nữa. À. Em thì bây giờ vợ thì cũng chưa lấy thì sau này sợ là ảnh hưởng tới chính cái bản thân của mình. Thì ra là mình những cái thứ đấy thì mình không nên lạm dụng quá nhiều. Thế thì hôm nay thì anh lên thì định là cũng hai là chính của nhà em luôn. Thì ông thì hiện tại là cũng ông thì cũng không biết là đi đâu rồi. Mẹ của em xử thì hôm nay thì vẫn còn ra hộ, cho nên là cháu Đức sẽ hôm nay cháu Đức sẽ chưa có công khai được, chắc phải đến hôm sau hay tập sau, video sau thì cháu Đức sẽ công khai tài chính lên sau các bác. Hiện tại thì em Hải là vẫn còn đi học, là chưa có về cả. Cháu Đức cũng mong muốn là có bao cháu ở nhà đầy đủ hết thì cháu Đức sẽ đi vào công khai và ai ai cũng biết là cái số tiền nhà mình và làm hết bao nhiêu và mua những cái món những cái vật dụng gì để làm sao mới hình thành nên được một cái ngôi nhà như vậy.
Thế còn thước phim này thì cũng khá là dài đúng không các bác ạ? Chắc là cháu Đức cũng cùng em Sử là sẽ phải kết thúc ở đây thôi các bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị trong số tiếp theo trên kênh em bạn em. Xin chào các bác. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.